Ngay từ bây giờ ngày 4 tháng 10, một đoạn clip dài thêm hơn 30 giây sau thời điểm share trên mạng xã hội đã khiến cho người xem vô cùng bức xúc. Theo đó, trong đoạn clip, chiếc xe Lexus mang biển kiểm soát 38A17636 đang làm việc phía trước xe cứu hỏa. Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã bắt loa thông tin 38A17636 dẹp vào làn đường bên phải nhường đường cho xe chữa cháy làm nhiệm vụ. Lời thông tin được phát đi liên tục, vậy nhưng tài xế điều khiển và tinh chỉnh chiếc xe này không thể có ý định nhường đường, vẫn ung dung chặn đầu xe cứu hỏa, chạy một quãng đường khá dài. Đến đoạn ngã tư dừng chờ đèn giao thông, chiếc xe này mới xi nhan rẽ phải nhường đường cho xe cứu hỏa. Tài xế xe Lexus ngang nhiên chặn đầu xe cứu hỏa đang trên đường đi làm việc nhiệm vụ. Điều 22 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đã quy định về những loại xe được ưu tiên trên đường, gồm xe chữa cháy đi làm việc nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm việc nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương đang triển khai nhiệm vụ cấp cứu. Các xe ưu tiên khi đi làm việc nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định, không xảy ra hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, những đường khác rất có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo hướng dẫn của người điều khiển và tinh chỉnh giao thông. Đối với người tham gia giao thông, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, lái xe phải nhanh chóng giảm tốc, tránh hoặc tạm dừng sát lề đường bên phải để nhường đường, không được làm khó xe được quyền ưu tiên. Cụ thể, theo Nghị định 46/2016, phạt tiền từ 2-3 triệu Việt Nam đồng so với người điều khiển và tinh chỉnh xe không nhường đường hoặc làm khó xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm việc nhiệm vụ. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển và tinh chỉnh xe vi phạm còn bị áp dụng vẻ ngoài phạt bổ sung cập nhật, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với người điều khiển và tinh chỉnh, người ngồi trên, xe gắn máy kể cả xe máy điện, những loại xe tương tự không nhường đường hoặc làm khó xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm việc nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu Việt Nam đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nếu hành vi vi phạm này mà gây tai nạn giao thông sẽ ảnh hưởng tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với người điều khiển và tinh chỉnh máy kéo, xe máy chuyên dùng, mức phạt cho hành vi trên sẽ từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Tương tự vẻ ngoài xử phạt bổ sung cập nhật nếu gây ra tai nạn giao thông sẽ ảnh hưởng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển và tinh chỉnh máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quy định về giao thông đường bộ khi điều khiển và tinh chỉnh xe máy chuyên dùng, từ 2 đến 4 tháng.